tục liên quan đến căng thẳng Mỹ-Trung. Đại sứ Trung Quốc nói Mỹ cần chấp nhận sự phát triển của họ. Trong khi đó, chính sách ngoại giao của ông Biden là tiếp tục liên kết đồng minh để đối phó Bắc Kinh. Ngoại trưởng Mỹ-Nhật điện đàm đồng ý tăng cường quan hệ. Các thông tin đáng chú ý khác, tướng quân đội nói Israel đang xem xét các khả năng quân sự với Iran. Mỹ khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, một câu hỏi mang tính quyết định quan hệ Mỹ-Trung trong hiện tại lẫn tương lai là liệu nước Mỹ có chấp nhận sự vươn lên của Trung Quốc? Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết ý kiến về vấn đề trên trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông kể từ khi Nhà Trắng có chủ nhân mới. Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ ông Cui Tiankai cho biết người dân ở cả hai nước và cộng đồng quốc tế có quan điểm khác nhau về sự phát triển trong tương lai của Bắc Kinh và Washington. Nhưng theo ý kiến của ông, có một vấn đề quan trọng cần được giải quyết cho dù ai đang chiếm giữ Nhà Trắng. Nhìn về phía trước, nếu Trung Quốc và Mỹ muốn duy trì mối quan hệ lâu dài và ổn định, thì có một câu hỏi cơ bản để Mỹ trả lời. Trung Quốc và Mỹ có lịch sử văn hóa và hệ thống xã hội khác nhau. Liệu hai quốc gia này có thể chung sống hòa bình với nhau được hay không? Đối với Mỹ, liệu Mỹ có chấp nhận sự phát triển của Trung Quốc, một quốc gia rất khác với nước mình hay không? Nói cách khác, liệu Mỹ có tôn trọng quyền của người dân Trung Quốc để theo đuổi một cuộc sống tốt hơn không? Tôi nghĩ đây là câu hỏi cơ bản để giải quyết những vướng mắc tồn đọng trong quan hệ song phương. Khoảng một tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố quay trở lại với một số tổ chức và thỏa thuận mà chính quyền trước đó đã rút khỏi, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp định Paris. Ông Cui cho rằng điều quan trọng nhất mà ông Biden nên làm là khôi phục hình ảnh của Mỹ như một cường quốc trong mắt cộng đồng quốc tế. Điều mà Mỹ nên làm nhất lúc này là khôi phục lại trí tuệ, sự tự tin, chăm chỉ và lạc quan hơn. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với tân Ngoại trưởng Anthony Blinken, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi cho biết hai lãnh đạo đã nhất trí cùng nhau tăng cường liên minh Mỹ-Nhật vì mục tiêu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương mở và tự do. Cả hai cùng chia sẻ chung quan điểm khu vực châu Á đang có những thách thức an ninh khó lường. Cụ thể, trong cuộc điện đàm với ông Blinken sau khi được Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn làm tân Ngoại trưởng, Bộ trưởng Motegi đã hoan nghênh việc chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định rằng quần đảo Senkaku điếu ngư mà Nhật Bản đang quản lý ở Biển Hoa Đông thuộc phạm vi bảo vệ của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ. Bộ trưởng Motegi dẫn lời ông Blinken nói cam kết của Mỹ đối với quần đảo Senkaku vẫn không thay đổi. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo này và gọi là điếu ngư. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Motegi cho biết trong một cuộc điện đàm này, ông Blinken ủng hộ nỗ lực của Nhật Bản nhằm nhanh chóng giải quyết vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hai bộ trưởng cũng cam kết phối hợp xử lý dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu khác. Cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Motegi và người đồng cấp Blinken là cuộc điện đàm ở cấp bộ trưởng thứ hai giữa Nhật Bản và Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức nhậm chức ngày 20 tháng 1. Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa các Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, hôm 24 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tái khẳng định với người đồng cấp Nobukishi của Nhật Bản rằng Điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ áp dụng đối với quần đảo Senkaku, đồng nghĩa với việc Washington sẽ bảo vệ các lợi ích của Tokyo trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công vũ trang vào quần đảo mà Nhật Bản đang quản lý này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov mới đây cho biết Nga và Mỹ đã đạt được sự đồng thuận về việc sẽ gia hạn hiệp định kiểm soát vũ khí hạt nhân theo các điều khoản đề xuất từ phía Nga. Nếu điều này thành hiện thực, sẽ đóng vai trò lớn ngăn hai cường quốc này rơi vào cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới. Theo Reuters, động thái đạt được sự đồng thuận về việc sẽ gia hạn hiệp định kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ đã duy trì hiệp ước lớn cuối cùng này giữa hai sức mạnh hạt nhân lớn nhất thế giới. Nhà Trắng hiện chưa xác nhận ngay thông báo của Điện Kremlin. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã thảo luận về vấn đề này qua điện thoại, đồng thời nhất trí rằng các nhóm của cả hai bên sẽ làm việc khẩn trương nhằm hoàn tất việc gia hạn hiệp ước trước ngày 5 tháng 2, thời điểm hiệp ước hết hạn. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START mới là một nền tảng của kiểm soát vũ khí toàn cầu. Hiệp ước này giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga được triển khai ở mức 1.550 đầu đạn mỗi bên. Ngoài ra, hiệp ước START mới cũng giới hạn số tên lửa đặt trên mặt đất và triển khai ở tàu ngầm, máy bay ném bom. Thượng nghị sĩ Rand Paul đã đưa ra đề xuất cho rằng luận tội Tổng thống Trump lúc này là bất hợp pháp và đưa ra Thượng viện biểu quyết. Kết quả chỉ có 45 thượng nghị sĩ ủng hộ ông, trong khi 55 phản đối. Mặc dù không đủ để ngăn quá trình luận tội xảy ra, nhưng con số 45 thượng nghị sĩ ủng hộ ông Paul, nghĩa là phản đối luận tội ông Trump, cho thấy khả năng cao là quá trình luận tội sẽ thất bại do không có đủ 2/3 số phiếu. Dù nỗ lực không thành trong việc ngăn vụ luận tội, ông Paul nhấn mạnh rằng có đến 45 nghị sĩ đồng ý việc luận tội là vi hiến nên sự việc đã chết khi đến Thượng viện. Trước đó vào ngày 26 tháng 1, Hạ viện chuyển điều khoản luận tội của Tổng thống Trump lên Thượng viện, cáo buộc ông kích động vụ náo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1. Dự kiến phiên luận tội sẽ diễn ra trong tuần thứ hai của tháng 2. Quý vị thân mến, YouTube vừa tạm đình chỉ tư cách đối tác partner với tài khoản của luật sư Giuliani, của luật sư riêng của Tổng thống Trump, với lý do ông Giuliani vi phạm các chính sách của công ty do liên tục phát tán thông tin về gian lận bầu cử trên diện rộng vào kỳ bầu cử Tổng thống năm 2020. Tài khoản của ông Giuliani của thị trưởng New York hiện đang có 600.000 người đăng ký theo dõi. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh ông Giuliani phải đối mặt với vụ kiện 1,3 tỷ đô la Mỹ do Dominion Voting Systems, công ty bán máy móc, thiết bị và phần mềm bỏ phiếu, là bên nguyên đơn sau khi ông Giuliani cáo buộc trên mạng xã hội rằng công ty này tham gia gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo YouTube, ông Giuliani có thể kháng nghị quyết định trên trong vòng 30 ngày. Pháp và Thụy Sĩ đang có mâu thuẫn nhỏ khi một bãi đỗ xe nằm ngang biên giới phục vụ cho một khu du lịch trượt tuyết ở Thụy Sĩ bị phía Pháp đóng cửa do lo ngại các vấn đề về Covid-19. Cuộc chiến ở bãi đỗ xe Darbes đã diễn ra âm ỉ trong nhiều tuần, được châm ngòi do các quy tắc quản lý dịch bệnh khác nhau của hai nước. Bãi đậu xe có sức chứa 650 chỗ, nằm trong thung lũng giữa các đường mòn của La Douli ở phía Thụy Sĩ và Lestopfest ở Pháp. Thụy Sĩ vẫn mở các rừng núi trượt tuyết bất chấp đại dịch, trong khi nước láng giềng Pháp đã đóng cửa từ lâu. Theo ông Gérard Produis, giám đốc du lịch vùng Nyon của Thụy Sĩ cho biết, tôi không thể hiểu nguyên nhân gì mà các nhà chức trách Pháp có thể quyết định rằng người Thụy Sĩ không thể đi trượt tuyết trên đất nước của họ. Đây là một quyết định đơn phương. Ông cho rằng đây là một hành động đặc biệt chính trị hóa. Thưa quý vị, chính phủ Anh mới đây thông báo họ đang có kế hoạch cách ly với người dân trở về từ 30 quốc gia có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao, trong đó có các quốc gia Nam Mỹ, Bồ Đào Nha, Cape Verde và Nam Phi. Các quốc gia nằm trong lệnh cách ly mới này của Anh bao gồm Nam Mỹ, Bồ Đào Nha, Cape Verde và Nam Phi. Thủ tướng Boris Johnson đã từ chối lời kêu gọi của Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel về việc tạm thời đóng cửa biên giới. Ông Patel đã thúc đẩy lệnh cấm du lịch để ngăn chặn các chủng Covid-19 mới có thể kháng vaccine lây nhiễm vào nước này. Ông Johnson cho biết ông đang xem xét về một số lựa chọn khách sạn cách ly dành cho những công dân trở về từ nước ngoài. Các ông chủ của các hãng hàng không bao gồm British Airways, Virgin Atlantic và EasyJet hôm thứ Ba đã chỉ trích kế hoạch này và kêu gọi một gói hỗ trợ. Nước Anh đã phải hứng chịu sự gia tăng mạnh về số ca nhiễm và tử vong trong năm mới, một phần được thúc đẩy bởi một biến thể mới có khả năng lây lan cao, lần đầu tiên được xác định ở miền đông nam nước Anh. Số người chết ở Anh do đại dịch đã vượt qua 100.000 người vào thứ Ba. Một trong các chỉ huy hàng đầu của quân đội Israel cho biết họ đang xem xét các khả năng quân sự chống lại Iran, và nếu nước Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 thì đó sẽ là một sai lầm lớn. Trung tướng Israel Aviv Kochavi đưa ra nhận xét hôm thứ Ba 26 tháng 1 trong một bài phát biểu trước Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Đại học Tel Aviv. Ông cho biết đã chỉ đạo quân đội chuẩn bị các kế hoạch tác chiến mới để tấn công Iran sau khi nước này bắt đầu khởi động lại chương trình hạt nhân trong những tháng gần đây. Nhận xét của Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel là rất hiếm, có thể đã được chính phủ Israel chấp thuận trước, và nó là lời cảnh báo rõ ràng cho chính quyền Tổng thống Joe Biden về mối quan hệ với Iran. Đây cũng được xem là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden cẩn thận trọng trong bất kỳ cuộc can dự ngoại giao nào với Iran. Trước đây, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018, một động thái được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh. Ông Trump cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà nước này đưa ra và cảnh báo về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran sau khi hết hạn. Ngoại trưởng Anthony Blinken tuần trước cho biết Hoa Kỳ còn một chặng đường dài mới quyết định có tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân với Iran hay không, và họ cần xem Tehran thực sự đã làm gì để tiếp tục tuân thủ hiệp ước lịch sử. Thưa quý vị, Quốc hội Tunisia vừa chấp nhận một cuộc cải tổ nội các, động thái được cho biết sẽ làm căng thẳng thêm mâu thuẫn giữa thủ tướng và tổng thống nước này. Trong khi đó, bên ngoài tòa nhà Quốc hội, nhiều người dân đã biểu tình nhằm phản đối các bất bình đẳng xã hội. Việc cải tổ nội các lần này bao gồm thay thế 11 vị trí bộ trưởng, trong đó có những bộ quan trọng như Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Y tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình leo thang trong suốt hơn một tuần qua tại thủ đô Tunis. Đặc biệt vào ngày 26 tháng 1, nước này đã chứng kiến cuộc biểu tình với quy mô lớn nhất kể từ đầu tháng khi hàng trăm người đã xuống đường tuần hành và phản đối bên ngoài trụ sở Quốc hội. Lực lượng cảnh sát đã phải dựng hàng rào để ngăn chặn người biểu tình tiếp cận tòa nhà Quốc hội, đồng thời sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông. Thủ tướng Hichem Mechichi tuyên bố việc biểu tình của tầng lớp thanh niên là hợp pháp và chính phủ sẽ lắng nghe nguyện vọng của họ. Tuy nhiên, việc cải tổ nội các lần này được cho sẽ làm gia tăng rạn nứt chính trị giữa Tổng thống và Thủ tướng Tunisia. Thủ tướng Hichem Mechichi ủng hộ việc cải tổ nội các, trong đó lại bảo một số bộ trưởng thân cận với Tổng thống, trong khi Tổng thống Kais Saied phản đối việc cải tổ nội các, cho rằng hoạt động này vi hiến và thiếu vắng sự tham gia của nữ giới trong số các bộ trưởng mới. Quyền đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc mới đây lên tiếng khẳng định chính quyền của ông Biden sẽ đảo ngược các chính sách của Tổng thống Trump. Họ sẽ ủng hộ giải pháp hai nhà nước Palestine và Israel chung sống hòa bình như một phần của tiến trình hòa bình Trung Đông. Chính quyền Washington sẽ hối thúc Israel và Palestine tránh các bước đi đơn phương như việc Israel thành lập các khu định cư Do Thái, phá hủy nhà cửa và sáp nhập đất của người Palestine, cũng như việc các đối tượng cực đoan Palestine có hành động quá khích nhắm vào Israel. Ông khẳng định các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ của Israel với các nước Ả Rập trong thời gian qua không thay thế cho nền hòa bình Israel-Palestine. Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất cho hòa bình giữa Israel và Palestine. Bà Psaki khẳng định Tổng thống Biden tin rằng giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường duy nhất ở phía trước. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Biden đã kêu gọi tiếp tục duy trì giải pháp hai nhà nước dành cho Israel và Palestine, đồng thời cam kết sẽ nối lại hoạt động hỗ trợ người Palestine, mở lại lãnh sự quán Mỹ ở Đông Jerusalem và phái bộ của Tổ chức Giải phóng Palestine, gọi tắt là PLO, tại thủ đô Washington, D.C. Hãng điện tử khổng lồ ByteDance vừa đưa ra thông báo về các nhân viên, họ sẽ cắt giảm phần lớn nhân sự tại Ấn Độ và chưa biết khi nào sẽ hồi phục. Mấy tháng trước, sản phẩm chủ lực của ByteDance là ứng dụng TikTok đã bị quốc gia đông dân thứ hai thế giới này cấm trên toàn quốc. Động thái này được đưa ra sau khi Ấn Độ trong tháng này quyết định giữ nguyên lệnh cấm đối với TikTok và 58 ứng dụng khác của Trung Quốc sau phản hồi các công ty về các vấn đề như tuân thủ và quyền riêng tư. Lệnh cấm có từ năm ngoái khi căng thẳng chính trị giữa hai nước láng giềng gia tăng xung quanh biên giới tranh chấp. Trước khi có lệnh cấm, Ấn Độ là một trong những thị trường lớn nhất của TikTok và ByteDance vào năm 2019 đã lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô la vào Ấn Độ. Vào thời điểm bị cấm năm ngoái, chính phủ Ấn Độ đã mô tả các ứng dụng này là phương hại đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Động thái này diễn ra sau một cuộc giao tranh với quân đội Trung Quốc tại khu vực biên giới trên dãy Himalaya đang tranh chấp, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Quý vị thân mến, tập đoàn bán lẻ khổng lồ Walmart đang dự tính sẽ sử dụng một số robot nhỏ đóng vai trò như nhân viên ở một số cửa hàng để làm các công việc hỗ trợ những đơn hàng online, trong đó có lấy hàng và đi phân phát. Động thái diễn ra khi tỷ lệ mua sắm online ngày càng lớn do Covid-19. Các robot sẽ làm việc ở phần hậu kỳ, chọn thực phẩm đông lạnh cũng như các mặt hàng thông thường với kích thước nhỏ trong nhà kho và phân phát đến các cửa hàng. Trong khi đó, nhân viên sẽ có mặt tại cửa hàng để phụ trách các sản phẩm tươi sống, thịt, hải sản và các mặt hàng có kích thước lớn hơn như tivi, tủ lạnh, sau đó quay trở lại các trung tâm để hoàn thành đơn hàng. Walmart là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, điều hành gần 5.000 cửa hàng trên toàn quốc. Công ty cho biết họ đang lên kế hoạch cho hàng chục địa điểm mới. Các dịch vụ không cần tiếp xúc như giao hàng tận nhà đã bùng nổ khi những người mua sắm do lo sợ virus SARS-CoV-2 đã chọn cách ly tại nhà và mua hàng trực tuyến. Ngoài Walmart, xu hướng này đã thúc đẩy doanh số bán hàng online kỷ lục tại các nhà bán lẻ lớn như Target và Best Buy và Bentonville. Một thông tin về thiên nhiên tuyệt đẹp, thưa quý vị, Reuters đã quay lại hiện tượng mây nghịch đảo đẹp huyền ảo tại khe núi Grand Canyon ở Arizona, Mỹ. Theo đại diện của công viên quốc gia Grand Canyon, biển sương mù dày đặc được lý giải là do hiện tượng thời tiết đặc biệt được gọi là nghịch đảo nhiệt độ tạo ra. Hiện tượng mây nghịch đảo xảy ra khi một lớp khí ấm hình thành bên trên khe núi, khiến lớp khí lạnh bên dưới không thể bốc lên cao, tạo thành biển mây trắng bồng bềnh giữa cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ. Hiện tượng này chỉ xuất hiện vài năm một lần và thường xảy ra vào mùa đông. Hiện tượng thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.